Đơn hàng 6 món của bạn Bảo Hân đến từ Hà Nội. Món đầu tiên là một cây búp bê mực đen. Tiếp theo là washi-tape caro cuộn lớn. Một sợi dây buộc tóc lông trơn mềm mịn. Một chiếc dao rọc giấy. Sổ lưu trữ Lomo kẹp. Và cuối cùng là sticker Blackpink dễ thương. Liam cảm ơn bạn Bảo Hân đến từ Hà Nội để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 127k cả ship. Đơn hàng 4 món của bạn Thu Thủy đến từ Huế. Món đầu tiên là sticker lấp lánh. Tiếp theo là một cái nhíp gấp sticker. Set 30 sticker rời hoạt hình. Và cuối cùng là hộp 12 tấm sticker nhựa trong. Liam cảm ơn bạn Thu Thủy đến từ Huế đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 40k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Hồng Tươi đến từ Cà Mau. Món đầu tiên là set 40 sticker rời nhựa trong, số lượng 2. Tiếp theo là tem cảm ơn 500 miếng, số lượng 2. Và cuối cùng là 2 cuộn washi tape cấu dâu bản lớn. Liam cảm ơn bạn Hồng Tươi đến từ Cà Mau để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 89k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Thúy Hà đến từ Nghệ An. Món đầu tiên là set 5 sợi dây buộc tóc. Tiếp theo là set 10 cuộn washi tape và 18 sticker. Món cuối cùng là hộp bút 2 tầng. Liam cảm ơn bạn Thúy Hà đến từ Nghệ An để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 150k kẻ ship. Đơn hàng 6 món của bạn Hà Anh đến từ Khánh Hòa. Món đầu tiên là sticker Berlin. Tiếp theo là set 18 sticker lắp lánh chữ nhật. Gói 4 cái cham. Sticker lắp lánh số lượng 5. Một cuộn tem cảm ơn 500 miếng. Và cuối cùng là cây bút các sticker. Liam cảm ơn bạn Hà Anh đến từ Khánh Hòa để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 84k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Trường Thịnh đến từ Kiên Giang. Món đầu tiên là túi bóng kính trong suốt dán miệng 50 cái. Tiếp theo là một chiếc dao rọc giấy cái kính icon. Và cuối cùng là một bịch bông gòn nhồi Swissy. Liam cảm ơn bạn Trường Thịnh đến từ Kiên Giang để ủng hộ shop Liam. Đơn của bạn là đơn không đồng, bạn đã dùng voucher của Shopee ha. Đơn hàng 3 món của bạn Kim Dung đến từ Quảng Ninh. Món đầu tiên là sổ lưu trữ Lomo kẹp. Tiếp theo là một cái nhíp gấp sticker. Và cuối cùng là sổ sticker mini 12 trang. Liam cảm ơn bạn Kim Dung đến từ Quảng Ninh để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 72k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Trần Lệ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Món đầu tiên là hộp 2 ngăn đựng sticker washi tape. Tiếp theo là set 30 sticker rời hoạt hình. Và cuối cùng là set 40 sticker rời chữ siêu đẹp. Liam cảm ơn bạn Trần Lệ đến từ thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 84k kẻ ship. Đơn hàng 2 món của bạn Hồng Nhung đến từ Quảng Ngãi. Món đầu tiên là set 20 tấm sticker lấp lánh. Tiếp theo là một lốc washi tape trên túi sổ. Liam cảm ơn bạn Hồng Nhung đến từ Quảng Ngãi để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 50k kẻ ship.
Đơn hàng hai món của bạn Lan Ngân đến từ Quảng Ngãi. Món đầu tiên là set 6 tấm tiết cơ gấu dâu. Tiếp theo là quasi tap loại trong số lượng 2. Liam cảm ơn bạn Lan Ngân đến từ Quảng Ngãi đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 25k kẻ ship.